chứng kiến là những cái quán cà phê cóc ở Bình Hưng và Nghĩa Địa là người ta uống, những người đi tảo mộ hoặc là những cái người dân nghèo sống gần đó mở những cái quán cà phê, những cái quán nước nhỏ thôi, bình dân thôi, dành cho những cái người đi tảo mộ uống. Thì khi mà Hoàng quan sát cái hình ảnh đó, Hoàng thấy rất là thú vị. Ngoài ra đó là một phần là Hoàng có đam mê về kinh dị, thích ước mơ mở một cái quán cà phê, quán trà sữa theo cái concept kinh dị, cho nên đó là một trong những cái ý tưởng đầu tiên nảy sinh ra trong đầu của Hoàng là mở một cái quán trà sữa nghĩa địa. Quán của Hoàng thì có tổng cộng là 3 không gian chính, đó là tầng trệt, là cái tầng âm ti. Các bạn là đi lên một chút xíu nữa, một là cái đến cái tầng thứ nhất, tới tầng tiếp theo đó là tầng hầm mộ, là những cái giống như lòng đất vậy đó, bộ xương này kia. Và lên một cái tầng cuối cùng là tầng nghĩa địa, là trần gian, giống như là nó 3 lớp ở dưới âm phủ, lòng đất, sông trần gian, đó là 3 lớp như vậy. Tầng đó là cái tầng mà Hoàng nghĩ là Hoàng dành nhiều tâm sức, ý tưởng cũng như là giống như là đạo cụ, tất cả mọi thứ là dồn vô hết cái tầng đó, bởi vì Hoàng vẫn tập trung vô là cái trà sữa nghĩa địa là cái quan trọng nhất, còn những cái này là những cái nền tảng đi lên mỗi tầng. Những cái mô hình mộ của Hoàng là tốn khoảng 2 tuần nha các bạn, là coi như trong quá trình thử nghiệm làm, thử nghiệm hư, rồi sự thử cái độ bền của nó như thế nào. Rồi thí dụ mà nước đổ lên thì nó có bị sao không, là do tự Hoàng lên ý tưởng, thử nghiệm, làm sự suốt 2 tuần mới làm được chính cái mộ, là đúng chính cái mộ ở tầng nghĩa địa thôi. Thì nó được làm chất liệu là từ xốp, cạc tông, xi măng, sơn, đó chỉ đơn giản vậy thôi. Và Hoàng tự khắc vẽ rồi tạo ra chính ngôi mộ với hình hài khác nhau hết, không có mộ nào giống mộ nào hết. Giờ cảm giác đầu tiên là nó rất là đau đầu, anh em lên đập một cái đầu vô lên một cái cốp em muốn chết rồi. Thì sau khi xuống đây thì ấn tượng đầu tiên của em là có cái máy niệm kìa, nó không bật, nó không có gây cảm giác sợ hãi gì hết, nó lại hết pin. Tiền bạc đây thì người ta uống là ướt hết tiền hết bạc rồi, không ai biết xài được nào. Đi một lần cho biết thì rất là được, còn là đi để vui thì em nghĩ là đi đông sẽ vui hơn, tại vì sẽ có những cái trò board game hay là bài trò gì đó chơi team đồ rất là vui. Thấy là quán decor cũng đẹp nhưng mà khổ cái là không gian nó bé quá, về phần âm thanh thì nó hơi thiếu. Quán này decor theo kiểu phong cách lạ là âm ti này kia vậy, thì em nghĩ là đây sẽ khá là rùng rợn, hoặc là mỗi người ngồi một buồng kín thì nó mới có cảm giác sợ hãi. Còn này thì em cảm thấy rất là đông vui, kiểu như là tụ tập xuống đây chơi. Thì thật ra thì mình cũng thuộc dạng là tín đồ của phim kinh dị, cho nên mới bước vào quán thì cũng không có cái gì gọi là đáng sợ lắm. Nhưng mà mình thích cái cách của decor của quán này. Phần trang trí thích nhất là từ lúc mà từ lầu 2 bước lên lầu 3 thì đập vào mắt mình đầu tiên sẽ là hình ngôi mộ của bé gái. Cái đó là điểm là mình thích nhất. Với lại cái cầu thang lên là nó không như cái cầu thang bình thường, nó là cầu thang mà dây thì là làm cho mình có cái cảm giác nó mới lạ hơn những chỗ khác. Dạ em thấy là rất là đặc biệt, rất là thú vị. Đây là lần đầu tiên mà em trải nghiệm mấy cái thứ mà giống như vậy. Về mặt hình thức á, thì nó bỏ cho một cái ly đầu lâu là đặc trưng ở đây luôn rồi. Nhìn mà mình uống như là uống cái đậu của người ta vậy á. Vị thì ngọt, béo, cũng có pha một chút không khí u ám trong đó. Mỗi ngày thì coi như là dao động khoảng từ 100-200 phần nước đó, liên tục gấp 10 lần, gấp mười mấy lần đó nha. Ngày thứ bảy vừa rồi là nhiều nhất là khoảng hoàng coi là khoảng 200 mấy là nhiều nhất rồi, còn hôm nay thì chưa biết bao nhiêu. Cảm xúc đó rất là nó bị ngợp á, nó nhanh quá và Hoàng không có hình dung ra được là cái quán của mình, ước mơ của mình là mở một quán trà sữa kinh dị nhưng mà nhỏ, diện tích nhỏ vậy thôi mà không ngờ nó lại được hưởng ứng, và coi như là có những bài viết là song song với đó Hoàng có những cái nỗi lo, tại vì ít nhiều cũng có những cái ý kiến trái chiều. Ngoài ra Hoàng vẫn có một cái lo nhất bây giờ, đó chính là đang trong thời gian coi như là xin phép cũng như thuyết phục các cơ quan chức năng nhà nước cũng như các bộ văn hóa xã hội để họ có thể đào tạo, để có thể tạo điều kiện cho quán có thể duy trì phát triển. Đó, cái đó là một cái những cái lo lớn nhất của Hoàng hiện tại bây giờ. Thank you.
Yeah.